Chào mừng quý vị đến với kênh Tâm Linh 365. Quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những video mới nhất từ chúng tôi nhé. Quý anh chị và các bạn thân mến, sau đây là thông tin chi tiết về tử vi ngày 28 tháng 4 năm 2023 của 12 con giáp. Âm lịch là ngày 9 tháng 3 tức ngày Bính Thìn, tháng Bính Thìn năm Quý Mão, tiết khí Cốc Vú, giờ hoàng đạo, canh dần từ 3 giờ đến 5 giờ Tư Mệnh, nhâm thìn từ 7 giờ đến 9 giờ Thanh Long, Quý Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ Minh Đường, Bính Thân từ 15 giờ đến 17 giờ Kim Quý, Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ Bảo Quang, Kỷ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ Ngọc Đường, giờ Hắc Đạo, Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ Thiên Lao, Kỷ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ Quyền Phú, Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ Câu Trần, Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ Thiên Hình, Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ Chu Tước, Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ Bạch Hổ, Ngũ Hành Niên Mệnh, Gia Trung Thổ, ngày Bính Thìn tức Can Sinh Chi, Hỏa Thổ là ngày Cát Bảo Nhật, Nạp Âm, Gia Trung Thổ khi tuổi Canh Tuất, Nhâm Tuất, phải thuộc hành thổ khắc hành thủy, năm người tuổi Bính Ngọ, Nhâm Tuất thuộc hành thủy không sợ thổ, ngày Thìn lục hợp Dậu, tam hợp Tý và thân thành thủy cục, Dung Tuất, Hình Thìn, Hình Mùi, Hại Mão, Phá Sửu và Tuyệt Tuất, tam sát phía bệnh tuổi Tỵ, tuổi Dậu và tuổi Sửu. Xem ngày tốt xấu theo trực, trực kiếm tốt với xuất hành giá thú nhưng tránh động thổ, tuổi xung khắc, xung ngày Mậu Tuất, Nhâm Tuất, Nhâm Ngọ, Nhâm Thìn và Nhâm Tý, xung tháng Mậu Tuất, Nhâm Ngọ, Nhâm Thìn. Sao tốt, Việt không, tốt mọi việc cho sửa chữa nhà cửa, đặt tường, mãn đức tình, tốt mọi việc, thành lòng hoàng đạo, tốt mọi việc. Sao xấu, thổ phù khi xây dựng nhà cửa, khởi công động thổ, thiên ôn khi xây dựng nhà cửa, ngũ quý khi xuất hành, nguyệt hình xấu mọi việc, phủ đầu giáp khi khởi công, tam tàng khi khởi tạo, cưới hỏi an táng. Ngày kỵ ngày 28 tháng 4 năm 2023 là ngày Dương Công Kỵ, hướng xuất hành, kỷ thần hướng thần may mắn, tốt hướng Tây Nam, tài thần hướng thần tài, tốt hướng Đông, khắc thần hướng ông thần ác, xấu nên tránh hướng Đông. Ngày tốt theo nhị thập bát tú, sao quỷ ngũ hành kim, động vật dương, quỷ kim dương, vương phách, xấu, hung tú, tướng tinh con dê chủ trị ngày thứ 6, nên làm chôn cất cắt áo. Tiền cứ khởi tạo từ gì cũng xấu, nhất là xây cất nhà, cưới cả, sổ cửa, dựng cửa, tháo nước, đào ao giếng, động vật, xây tường, dựng cột. Ngoại lệ, sau quỷ gặp ngày Tý, đồng viên thừa kế tước phong tốt, có nhiệm may mắn. Gặp ngày thần lập bụng đợt sát, khi chôn cất, xuất hành thừa kế, chia gia tài, khởi công lập lò cốm, lò nhuộm, nên tiến hành xây tường lấp hàng lỗ, làm cầu tiêu kết xuất điều hung hại. Nhân thân, ngày 28 tháng 4 năm 2023 dương lịch là ngày Can Bính. Ngày Can Bính không trị bệnh ở vai. Ngày 9 âm lịch nhân thân ở phía trong xương cùng đầu gối, bàn chân và sau ống chân, tránh mọi sự tổn thương va chạm, một xẻ châm chích tại vị trí này. Giờ xuất hành theo lý thuần phong, tiểu cát tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, từ 23 giờ đến 1 giờ, hồng vòng tuyệt lộ xấu từ 1 giờ đến 3 giờ, từ 13 giờ đến 15 giờ. Đại an tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, từ 15 giờ đến 17 giờ. Tốc hỷ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, từ 17 giờ đến 19 giờ. Lưu niên xấu từ 7 giờ đến 9 giờ, từ 19 giờ đến 21 giờ. Xích khẩu xấu từ 9 giờ đến 11 giờ, từ 21 giờ đến 23 giờ. Ngày xuất hành theo khổng minh, chủ tước xấu xuất hành cầu tài đều xấu, hay mất của kiện cáo thì thua vì đuối lý. Sau đây là thông tin chi tiết về tử vi của con giáp tuổi Tý ngày 28 tháng 4 năm 2023. Bản chi Bính Thìn, thiên can Bính Hỏa, mệnh chủ Tý Thủy, địa chi Thìn Thổ, tam hợp nâng đỡ và thái hiệu quả. Tử vi hôm nay cho thấy rằng tam hợp nâng đỡ người tuổi Tý có thể gặt thái được thành quả sau nhiều năm cố gắng. Công sức bạn bỏ ra được lãnh đạo đánh giá rất cao, vì thế nhiều người có cơ hội được cân nhắc. Chuyện làm ăn kinh doanh cũng thuận lợi bất ngờ, bạn nắm được xu thế thị trường nên nhanh chóng thu hút được lượng lớn khách hàng. Chỉ cần giữ được chữ tín và chất lượng của mình thì từ nay bạn không cần phải lo lắng đến việc thiếu tiền tiêu. Tổ Cát Thủy tiết rằng phương diện tình cảm của con giáp này không được suôn sẻ như ý muốn. Bạn và người ấy mâu thuẫn vì những ý kiến bất đồng, việc người ấy không chịu lắng nghe khiến bạn cảm thấy rất buồn.
người xưa cho rằng người cần tin con chuột về tính cách thường đa sầu đa cảm, mềm mỏng dịu dàng song đa phần là người tốt, tính tình lại hơi ương ngạnh và có người tính nóng như lửa. Về mặt trí tuệ là người thông minh, lanh lợi, tháo phát, làm việc có năng lực, vượt mọi trở ngại trong hoàn cảnh khó khăn. Câu quyết cho các con giáp tuổi Tý. Tử vi tuổi giáp Tý mệnh kim có thể gặt hái được thành quả sau nhiều ngày cố gắng. Tử vi tuổi Bính Tý mệnh thủy, công sức bạn bỏ ra được lãnh đạo đánh giá rất cao. Tử vi tuổi Mậu Tý mệnh hỏa, nắm được xu thế thị trường nên thu hút được lượng lớn khách hàng. Tử vi tuổi Canh Tý mệnh thổ, người nhà không lắng nghe khiến bạn thấy rất buồn. Tử vi tuổi Nhâm Tý mệnh mộc, bạn và người ấy mâu thuẫn với nhau vì những ý kiến bất đồng. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường: màu trắng, màu xanh dương. Quý nhân phù trợ: tuổi Sửu, tuổi Thìn và tuổi Thân. Con số may mắn 2266. Cảm ơn quý chị tuổi Tý đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Tý có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công. Tiếp theo là tử vi của con giáp tuổi Sửu ngày 28 tháng 4 năm 2023. Can chi Bính Thìn, thiên can Bính Hỏa. Mệnh chủ Sửu Thổ, địa chi Thìn Thổ, tương phá tác động kinh doanh ảm đạm. Người tuổi Sửu phải chịu tác động xấu của cục diện tương phá, khiến nhiều việc làm ăn kinh doanh trở nên ảm đạm. Đối thủ cạnh tranh chơi xấu khiến bạn phải sứt đầu mẻ trán, tìm cách ứng phó. Đồng tiền chơi vào túi cũng chẳng dồi dào như mong muốn. Công việc của người làm công ăn lương cũng có dấu hiệu chững lại. Có lẽ bạn cần phải bình tĩnh để quan sát xem vấn đề nằm ở đâu, không nên cố gắng một cách mù quáng, bởi làm vậy chỉ khiến bạn tốn công tốn sức vô ích mà thôi. Trong ngày thổ vượng, bạn mệnh cần phải chú ý nhiều hơn đến sức khỏe, tránh làm việc quá sức dù bạn vẫn còn trẻ tuổi đi chăng nữa. Nếu cơ hội có dấu hiệu cảnh báo, hãy đi khám chữa ngay trước khi bệnh tình trở nặng. Người tuổi Sửu đại diện cho sức mạnh về thể chất và tinh thần. Tính cách của tuổi Sửu có nhiều ưu điểm như sống độc lập, trưởng thành sớm, mạnh mẽ và kiên định. Họ thường có nhiều ước mơ, hoài bão và ý chí lớn, không ngại khó khăn và nguy hiểm. Đối với công việc, người tuổi Sửu rất cần cù và chăm chỉ. Cầu kết cho các con giáp tuổi Sửu. Từ vì tuổi Ất Sửu mệnh kim, việc làm ăn kinh doanh trở nên ảm đạm, tiền không chảy về túi. Từ vì tuổi Đinh Sửu mệnh thủy, đối với đối thủ cạnh tranh chơi xấu khiến bạn phải sứt đầu mẻ trán để ứng phó. Từ vì tuổi Tỵ Sửu mệnh hỏa, cần phải bình tĩnh quan sát xem vấn đề nằm ở đâu. Từ vì tuổi Tân Sửu mệnh thổ, không nên cố gắng một cách mù quáng vì việc đó chỉ tốn công vô ích. Tử vi tuổi Quý Sửu mệnh mộc, hãy đi khám chữa bệnh ngay khi có thể có dấu hiệu bất thường. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Giờ tốt từ 19 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường: màu nâu, màu cà phê. Quý nhân phù trợ: tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Con số may mắn 5528. Cảm ơn quý chị tuổi Sửu đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Sửu có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công. Tiếp theo là tử vi của con giáp tuổi Dần ngày 28 tháng 4 năm 2023. Can chi Bính Thìn, thiên can Bính Hỏa, mệnh chủ Dần Mộc, địa chi Thìn Thổ, thiên ấn chiếu mệnh, sự nghiệp khởi sắc. Xem tử vi hàng ngày thiên ấn chiếu mệnh, sự nghiệp của con giáp tuổi Dần khởi sắc rực rỡ trong ngày hôm nay. Những thành tích bạn gặt hái được khiến đồng nghiệp ai cũng thán phục, cấp trên sẵn sàng dành cho bạn cơ hội để thể hiện bản lĩnh. Người làm lãnh đạo cũng nhận được sự tôn trọng và tin tưởng của nhân viên cấp dưới. Bạn có khả năng đưa ra những quyết sách đúng đắn, giúp tập thể vượt qua được khó khăn và tiến về phía trước một cách nhanh chóng. Tiếc rằng mộc khắc thổ lại cho thấy những dấu hiệu bất ổn trên phương diện tình cảm. Có lẽ bạn quá tập trung cho sự nghiệp nên tỏ ra thờ ơ trong chuyện tình cảm, mà có thể vô tình gây tổn thương cho những người chân thành với mình. Bằng tính cách mạnh mẽ, sôi nổi, thái độ lạc quan, người tuổi Dần khiến mọi người chẳng thể nào lạnh nhạt và cô đơn. Trong đám đông họ trở thành tâm điểm của sự chú ý. Người tuổi Hổ rất khó tin tưởng người khác, nhưng một khi đã tin thì lại là một người thành thật, một lòng một dạ hết lòng vì công việc. Cầu quyết cho con giáp tuổi Dần. Tử vi tuổi Giáp Dần mệnh thủy, những thành tích bạn gặt hái được khiến đồng nghiệp thán phục. Tử vi tuổi Bính Dần mệnh hỏa, cấp trên sẵn sàng dành cho bạn cơ hội để thể hiện bản lĩnh. Tử vi tuổi Mậu Dần mệnh thổ, nhận được sự tôn trọng và tin tưởng của nhân viên cấp dưới. Tử vi tuổi Canh Dần mệnh mộc, đưa ra những quyết sách đúng đắn giúp tập thể vượt qua khó khăn.
tử vi tuổi Nhâm Dần mệnh Kim có thể vô tình gây tổn thương cho những người chân thành với mình. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường: xanh rêu, xanh lá cây. Quý nhân phù trợ: Ngọ, Tuất, Hợi. Con số may mắn: 5566. Cảm ơn quý chị tuổi Dần đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Dần có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công. Tiếp theo là tử vi của con giáp tuổi Mão ngày 8 tháng 4 năm 2023. Can chi Bính Thìn, thiên can Bính Hỏa, mệnh chủ Mão Mộc, địa chi Thìn Thổ, tam hội nâng đỡ xã giao hài hòa. Tam hội nâng đỡ người tuổi Mão xây dựng được mối quan hệ xã giao hài hòa trong ngày hôm nay. Bạn có cơ hội kết giao với quý nhân hoặc người đồng chí hướng, khiến công việc đã thuận lợi lại càng thuận lợi hơn. Người làm kinh tế có thể được khách hàng đối tác giới thiệu cho những cơ hội làm ăn mới. Có thể từ giờ bạn sẽ phải vất vả hơn một chút, nhưng bù lại trong tương lai bạn sẽ nhận được khoản tiền dồi dào, đáng để mơ ước. Tuy nhiên, mộc khắc thổ khuyên bạn nên hạ cái tôi xuống, trở nên cố chấp muốn mình phải là người chiến thắng trong những cuộc tranh cãi với nửa kia. Vợ chồng cần nhờ nhịn nhau thì cuộc sống gia đình mới yên bình. Người tuổi Mão thích cuộc sống tự do và yên bình với những người xung quanh, ở điểm đạm và dường như không bao giờ nổi nóng. Nhưng đôi khi họ khá nhạy cảm và dễ bị tổn thương bởi những sai lầm của người khác. Tuổi Mão đề cao lòng tự trọng và có cái tôi khá lớn. Cầu quyết cho các con giáp tuổi Mão. Tử vi tuổi Ất Mão mệnh Thủy xây dựng được mối quan hệ xã giao hài hòa trong hôm nay. Tử vi tuổi Đinh Mão mệnh Hỏa có cơ hội kết giao với quý nhân hoặc người đồng chí hướng. Tử vi tuổi Kỷ Mão mệnh Thổ được người thân quen giới thiệu cho những cơ hội làm ăn mới. Tử vi tuổi Tân Mão mệnh Mộc hãy chịu khó vất vả, bạn sẽ nhận được khoản tiền dồi dào đáng mơ ước. Tử vi tuổi Quý Mão mệnh Kim nên hạ cái tôi xuống, trở nên cố chấp muốn chiến thắng trong những cuộc tranh cãi. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường: màu xanh da trời, màu xanh rêu. Quý nhân phù trợ: tuổi Dần, tuổi Thìn và tuổi Tuất. Con số may mắn: 5569. Cảm ơn quý anh chị tuổi Mão đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Mão có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công. Tiếp theo là tử vi của con giáp tuổi Thìn ngày 28 tháng 4 năm 2023. Can chi Bính Thìn, thiên can Bính Hỏa, mệnh chủ Thìn Thổ, địa chi Thìn Thổ, tự hình giáng họa trở nên tự mãn. Theo tử vi hàng ngày ngày 28 tháng 4 năm 2023 của 12 con giáp, cục diện tự hình gây cản trở cho sự nghiệp của người tuổi Thìn. Con giáp này quá tự mãn nên không nhận ra được khuyết điểm của bản thân, bản dễ dưới những suy nghĩ cố chấp khiến bản thân lâm vào ngõ cụt. Tình hình làm ăn kinh doanh cũng không khá khẩm hơn và lượng khách hàng ngày càng giảm sút. Có lẽ bạn nên tìm ra hướng đi mới cho mình, chứ không nên tiếp tục đi theo lối mòn. Nếu không chịu đổi mới, khách hàng sẽ rời bỏ bạn đấy. Nếu như có ý định xuất hành vào ngày hôm nay, bạn nên đi về hướng Tây Nam để gặp hỷ thân hoặc hướng Đông để gặp tài thân. Như vậy bạn sẽ gặp nhiều may mắn hơn khi thực hiện bất cứ công việc nào, đồng thời tránh được những rắc rối không đáng có. Tính cách của tuổi Thìn nhìn chung là hướng ngoại, cứng cỏi không thỏa hiệp, sống nhiệt tình, lạc quan, có ý chí tiến thủ cao. Trong 12 con giáp chỉ có Thìn là con vật sinh ra từ trí tưởng tượng của loài người. Cầu quyết cho con giáp tuổi Thìn. Tử vi tuổi Giáp Thìn mệnh Hỏa quá tự mãn, không nên nhận ra khuyết điểm của bản thân. Tử vi tuổi Bính Thìn mệnh Thổ dễ giữ những suy nghĩ cố chấp khiến bản thân lâm vào ngõ cụt. Tử vi tuổi Mậu Thìn mệnh Mộc kinh doanh khó khăn và lượng khách hàng ngày càng giảm sút. Tử vi tuổi Canh Thìn mệnh Kim ăn nên tìm ra đường hướng đi mới cho mình, không nên tiếp tục đi theo lối mòn. Tử vi tuổi Nhâm Thìn mệnh Thủy hãy xuất hành theo hướng hoàng đạo nếu muốn gặp thuận lợi. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Quý nhân phù trợ: tuổi Mão, tuổi Dần. Giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường: vàng, xám. Có số may mắn: 3327. Cảm ơn quý chị tuổi Thìn đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Thìn có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công. Tiếp theo là tử vi của con giáp tuổi Tỵ ngày 28 tháng 4 năm 2023. Can chi Bính Thìn, thiên can Bính Hỏa, mệnh chủ Tỵ Hỏa, địa chi Thìn Thổ, tỷ kiên giáng họa công việc gặp khúc mắc. Theo tử vi tỷ kiên giáng họa,
người tuổi Tỵ phải đối diện với nhiều khúc mắc trong công việc. Đây là lúc bạn nên chủ động trao đổi với mọi người xung quanh, không nên cố gắng một mình gánh vác, khiến bản thân phải chịu nhiều áp lực. Ngoài ra, dù làm ở lĩnh vực gì đi nữa, bạn cũng nên chủ động mở rộng các mối quan hệ của mình. Bởi quan hệ rộng rãi thì bạn làm việc gì cũng thuận lợi hơn. Bạn còn có thể được người thân quen giúp đỡ và giới thiệu thêm cho những cơ hội đáng quý. Hỏa sinh thổ, phương diện tình cảm đem lại nhiều tin vui cho bản mệnh. Con giáp này luôn nhận được sự quan tâm và yêu thương của người thân. Nhờ vậy mà bạn luôn có động lực để tiến về phía trước. Người tuổi Tỵ có phong cách sống riêng, sống hào phóng và nhiệt tình. Một số nét tính cách tiêu biểu của tuổi Tỵ là gọn gàng chính xác, có năng khiếu riêng, thông minh sâu sắc, nhanh trí, giỏi giao tiếp, nhạy cảm hay ghen, chủ động, nhanh nhẹn, thích phiêu lưu, can đảm, bình tĩnh và ý chí mạnh mẽ. Cấu quyết cho các con giáp tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Ất Tỵ mệnh hỏa, phải đối diện với nhiều khúc mắc trong công việc, tinh thần căng thẳng. Tử vi tuổi Đinh Tỵ mệnh thổ, nên chủ động trao đổi với mọi người xung quanh để được giúp đỡ. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ mệnh mộc, không nên cố gắng một mình gánh vác mọi việc khiến bản thân phải chịu nhiều áp lực. Tử vi tuổi Tân Tỵ mệnh kim, nên chủ động mở rộng các mối quan hệ. Tử vi tuổi Quý Tỵ mệnh thủy, luôn nhận được sự quan tâm yêu thương của người thân. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc các tướng: màu đỏ, màu hồng. Quý nhân phù trợ: tuổi Ngọ, tuổi Mùi và tuổi Thân. Con số may mắn 2888. Cảm ơn quý anh chị tuổi Tỵ đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Tỵ có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công. Tiếp theo là tử vi của con giáp tuổi Ngọ ngày 28 tháng 4 năm 2023. Can chi Bính Thìn, thiên can Bính Hỏa, mệnh chủ Ngọ Hỏa, địa chi Thìn Thổ, hỏa sinh thổ, nhiều người chú ý. Xem tử vi hàng ngày 28 tháng 4 năm 2023 của 12 con giáp. Hôm nay hỏa sinh thổ, người tuổi Ngọ có thể nhận được nhiều sự chú ý trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, hãy luôn chân thành trong chuyện tình cảm, đừng nên giữ quan hệ mập mờ với quá nhiều người. Với người có đôi có cặp thì bạn nên bao dung hơn với những khuyết điểm hoặc lỗi lầm của người ấy. Nhất là khi người ấy không cố tình phạm phải, bạn hiểu rằng sự bao dung giúp quan hệ đôi bên hài hòa và ổn định hơn. Kiếp tài gây rối, người tuổi Ngọ muốn tìm một cách để khẳng định bản thân, song bạn cũng cần để ý tới suy nghĩ và cảm nhận của mọi người xung quanh. Hãy hòa hợp với tập thể để có thể cùng nhau chinh phục được đỉnh cao. Người tuổi Ngọ thường bướng bỉnh, cứng đầu, tính khí bốc lửa và khả năng thay đổi tâm trạng nhanh như gió, đôi khi khiến họ trở nên nguy hiểm. Con giáp này không bằng lòng với bất kỳ hình thức kiểm soát hay tạo áp lực nào và rất ghét bị dồn vào đường cùng. Cầu quyết cho con giáp tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Giáp Ngọ mệnh kim, có thể nhận được nhiều sự chú ý trong hôm nay. Tử vi tuổi Bính Ngọ mệnh thủy, hãy luôn chân thành trong chuyện tình cảm, được mập mờ với nhiều người. Tử vi tuổi Mậu Ngọ mệnh hỏa, bao dung hơn với những khuyết điểm hoặc lỗi lầm của người ấy. Tử vi tuổi Canh Ngọ mệnh thổ, muốn tìm mọi cách để khẳng định bản thân. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ mệnh mộc, cần để ý tới suy nghĩ và cảm nhận của mọi người xung quanh. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ. Màu sắc các tướng: màu tím, màu hồng. Quý nhân phù trợ: tuổi Dần, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Con số may mắn 1892. Cảm ơn quý anh chị tuổi Ngọ đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Ngọ có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công. Tiếp theo là tử vi của con giáp tuổi Mùi ngày 28 tháng 4 năm 2023. Can chi Bính Thìn, thiên can Bính Hỏa, mệnh chủ Mùi Thổ, địa chi Thìn Thổ, thương quan cản trở, chớ nên cố chấp. Thương quan cản trở, người tuổi Mùi không nên quá cố chấp với suy nghĩ của mình, nhất là trong cuộc tranh cãi với cấp trên. Nếu có người nào góp ý cho bạn, bạn nên thử lắng nghe và tiếp thu nếu thấy hữu ích nhé. Với người làm lãnh đạo, bản tính độc đoán của bạn sẽ khiến cho nhân viên cấp dưới cảm thấy bất mãn. Hãy học cách nhìn nhận và quan sát vấn đề trên nhiều phương diện hơn. Đừng khăng khăng có ý định với quy định của riêng mình. Về chuyện tình cảm thì bạn cần thay đổi những điểm chưa được tốt của mình. Nếu muốn quan hệ tình cảm được cải thiện, bạn chỉ nên chăm chăm vào khuyết điểm của người ấy. Mối quan hệ đôi bên sẽ ngày càng căng thẳng hơn đấy. Người tuổi Mùi là con giáp đứng thứ 8 trong 12 con giáp. Tổng quan, người tuổi Mùi thường nhân hậu, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người và luôn luôn lo lắng cho mọi người. Ưu điểm của tuổi Mùi là thông minh và tài chính nổi trội,
biết nhìn xa trông rộng và khả năng phân tích vấn đề một cách nhanh nhạy. Câu quyết cho các con giáp tuổi Mùi. Tử vi tuổi Ất Mùi mệnh Kim dễ gặp vướng mắc với người làm lãnh đạo. Tử vi tuổi Đinh Mùi mệnh Thủy cần bình tĩnh đưa ra những ý kiến nhằm thuyết phục người khác. Tử vi tuổi Kỷ Mùi mệnh Hỏa hạn chế qua lại làm việc với người có quyền cao chức trọng. Tử vi tuổi Tân Mùi mệnh Thổ vô tình gây nên những mâu thuẫn thị phi bất ngờ. Tử vi tuổi Quý Mùi mệnh Mộc hãy luôn trò chuyện với người nhà để gắn kết quan hệ. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường: nâu, cà phê. Quý nhân phù trợ: Mão, Tỵ, Ngọ. Con số may mắn: 5562. Cảm ơn quý anh chị tuổi Mùi đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Mùi có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công. Tiếp theo là tử vi của con giáp tuổi Thân ngày 8 tháng 4 năm 2023. Can chi Bính Thìn, thiên can Bính Hỏa, mệnh chủ Thân Kim, địa chi Thìn Thổ, tam hợp phù trợ dẫn đầu xu thế. Tam hợp phù trợ người tuổi Thân trở nên mạnh dạn và tự tin, hào hứng bắt tay nhau và thực hiện những ý tưởng mới, cho dù đó là điều chưa có ai làm đi chăng nữa. Nhờ vậy bạn thậm chí có thể tự mở được lối đi riêng trong hôm nay. Người làm kinh tế có tầm nhìn xa trông rộng cũng đưa ra được những quyết sách đúng đắn, đem lại lợi nhuận không chỉ cho bản thân mà còn cho những người tin tưởng đi theo mình. Hôm nay bạn không phải lo đến chuyện chi tiêu. Thổ sinh kim con giáp này quan tâm đến các thành viên trong gia đình. Sự ấm áp của bạn dường như đã truyền cho tất cả mọi người. Mối quan hệ gia đình của bạn chính là điều khiến nhiều người ngoài phải ngưỡng mộ. Người tuổi Thân là người có tính cách cởi mở và hòa đồng, hào phóng sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ mọi người, có nhiều bạn bè được yêu quý. Họ có khả năng nắm bắt tâm lý người khác để ứng xử tinh tế, luôn mang lại niềm vui cho mọi người. Cầu quyết cho các con giáp tuổi Thân. Tử vi tuổi Giáp Thân mệnh Thủy hào hứng bắt tay vào thực hiện những ý tưởng mới. Tử vi tuổi Bính Thân mệnh Hỏa có thể bạn sẽ tự mở được lối đi riêng trong ngày hôm nay đấy, đem tiền về đầy túi của mình. Tử vi tuổi Mậu Thân mệnh Thổ bạn sẽ đưa ra được những quyết sách đúng đắn nhờ vào tầm nhìn xa trông rộng. Tử vi tuổi Canh Thân mệnh Mộc luôn luôn yêu thương và quan tâm đến các thành viên trong gia đình. Tử vi tuổi Nhâm Thân mệnh Kim mối quan hệ giữa gia đình của bạn khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao, tình cảm đạt 4 sao. Giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường: màu bạch kim, màu vàng. Quý nhân phù trợ: tuổi Tý, tuổi Thìn và tuổi Tỵ. Con số may mắn: 69 và 85. Cảm ơn quý chị tuổi Thân đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Thân có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công trong cuộc sống của mình. Tiếp theo là tử vi của con giáp tuổi Dậu ngày 28 tháng 4 năm 2023. Can chi Bính Thìn, thiên can Bính Hỏa, mệnh chủ Dậu Kim, địa chi Thìn Thổ, nhị hợp nâng đỡ phát huy được năng lực. Tiếp nối tử vi hàng ngày hôm nay của 12 con giáp nhị hợp nâng đỡ, người tuổi Dậu có thể phát huy tốt khả năng của mình trong lĩnh vực yêu thích. Nhờ vậy mà bạn gây ấn tượng mạnh mẽ với cấp trên, thậm chí có người chạm tay vào cơ hội được cân nhắc. Ngoài ra với tính khiêm tốn và tinh thần cầu tiến, chắc chắn sẽ đem lại cho bạn nhiều lợi ích. Không phải chỉ hôm nay thì là trong tương lai của bạn. Bạn không ngại học hỏi từ mọi người xung quanh, cho dù họ có vị trí thấp hơn hoặc ít kinh nghiệm hơn mình. Thổ sinh kim bạn và người ấy đang ở trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt. Bạn rất chân thành với đối phương, sẵn sàng thay đổi những điều chưa tốt của bản thân và làm mọi thứ vì người ấy, cốt là đối phương được hạnh phúc. Người tuổi Dậu có tính cách mạnh mẽ, dũng cảm và năng động nhiệt tình nhưng cũng rất thân thiện. Do đó phần lớn người tuổi này đều có nhiều bạn bè, được giúp đỡ trong cả công việc và trong cuộc sống. Cầu quyết cho các con giáp tuổi Dậu. Tử vi tuổi Ất Dậu mệnh Thủy có thể phát huy tốt khả năng của mình trong lĩnh vực yêu thích. Tử vi tuổi Đinh Dậu mệnh Hỏa có cơ hội gây ấn tượng mạnh mẽ với cấp trên. Tử vi tuổi Kỷ Dậu mệnh Thổ, tính khiêm tốn và tinh thần cầu tiến sẽ đem lại cho bạn nhiều lợi ích. Tử vi tuổi Tân Dậu mệnh Mộc, chân thành trong tình cảm, sẵn sàng thay đổi những điều chưa tốt. Tử vi tuổi Quý Dậu mệnh Kim, quan hệ vợ chồng hài hòa, bạn luôn luôn mong nửa kia được hạnh phúc. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Giờ tốt từ 9 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường: bạch kim, vàng.
quý nhân phù trợ Sửu, Thìn, Tỵ, con số may mắn 4482. Cảm ơn quý anh chị tuổi Dậu đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Dậu có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công trong cuộc sống của mình. Tiếp theo là tử vi của con giáp tuổi Tuất ngày 8 tháng 4 năm 2023. Can chi Bính Thìn, thiên can Bính Hỏa, mệnh chủ Tuất Thổ, địa chi Thìn Thổ, tự dùng ảnh hưởng trở nên vội vàng. Trong ngày hôm nay, người tuổi Tuất phải chịu ảnh hưởng lớn lao của cục diện tư xung. Bản mệnh đừng vội vàng khi phải đưa ra các quyết định, hãy cân nhắc đến những yếu tố tác động xung quanh, chứ đừng chỉ tập trung vào một khía cạnh duy nhất. Các kế hoạch đầu tư kinh doanh cũng không diễn ra suôn sẻ như dự kiến. Tốt nhất lúc này bạn nên bình tĩnh quan sát tình hình, chờ đợi thêm một thời gian nữa, đến khi thời cơ chín muồi rồi mới bắt tay vào làm. Người độc thân cảm thấy chuyện yêu đương thật phiền phức trong thời điểm này, vì thế mà bạn từ chối tất cả lời ngỏ ý của mọi người xung quanh. Bạn thích sống trong thế giới riêng hơn là dành thời gian cho người khác. Người tuổi Tuất tính cách nhìn chung là người sống thật thà ngay thẳng, không bao giờ vì tiền tài vật chất hay địa vị mà đánh mất đi giá trị và phẩm chất của con người mình. Bất kể trong công việc gì, họ cũng luôn đặt lợi ích tập thể lên bên trên. Cầu quyết cho con giáp tuổi Tuất. Tử vi tuổi giáp Tuất mệnh hỏa, đừng vội vàng khi phải đưa ra quyết định, hãy cân nhắc tới nhiều yếu tố. Tử vi tuổi Bính Tuất mệnh thổ, nên bình tĩnh quan sát tình hình và chờ đợi thời cơ thích hợp. Tử vi tuổi Mậu Tuất mệnh mộc, đừng nên từ chối sự quan tâm của mọi người xung quanh mình. Tử vi tuổi Canh Tuất mệnh kim, thích sống trong thế giới riêng hơn là dành thời gian cho người khác. Tử vi tuổi Nhâm Tuất mệnh thủy, hãy cho chính mình cơ hội được tận hưởng niềm hạnh phúc. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Ngọ và tuổi Thân, con số may mắn 5567. Cảm ơn quý chị tuổi Tuất đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Tuất có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công. Tiếp theo là tử vi của con giáp tuổi Hợi ngày 8 tháng 4 năm 2023. Can chi Bính Thìn, thiên can Bính Hỏa, địa chi Thìn Thổ, mệnh chủ Hợi Thủy, thổ khắc thủy nhạy cảm thái quá. Căn cứ vào tử vi hàng ngày 28 tháng 4 năm 2023 của 12 con giáp, thổ khắc thủy cho thấy sự nhạy cảm thái quá, khiến tuổi Hợi dễ rơi vào cảnh tranh cãi với nửa kia của mình. Nếu cứ tiếp tục thế này, người ấy sẽ cảm thấy mệt mỏi, bạn cần bình tĩnh hơn khi tiếp nhận sự việc. Người độc thân cảm thấy khá căng thẳng khi đối diện với người mà mình thích. Thực ra cảm xúc này cũng là rất tự nhiên mà thôi, bạn nên tự tin hơn và tiếp tục cố gắng kéo gần khoảng cách với người ấy. Liên quan ngán trở, con đường sự nghiệp của con giáp này cũng khá trắc trở. Có lẽ bạn chưa xác định được đúng thế mạnh của mình, nên dù rất cố gắng cũng vẫn luôn theo sau người khác. Con giáp này cần dừng bước và cân nhắc về định hướng của tương lai. Người tuổi Hợi là người luôn luôn có tính nhút nhát và vẻ ngoài lãnh đạm, nhưng rất biết thông cảm và là người đáng yêu. Họ thẳng tính trung thực, luôn luôn cố gắng để không bao giờ bỏ rơi người khác. Đây là kiểu người hiền hòa, thích đến chốn đông người và những chỗ quen thuộc hơn là đến những nơi xa lạ. Cầu quyết cho các con giáp tuổi Hợi. Tử vi tuổi Ất Hợi mệnh hỏa, sự nhạy cảm thái quá khiến bạn sẽ rơi vào tranh cãi với nửa kia. Tử vi tuổi Đinh Hợi mệnh thổ, cần bình tĩnh hơn khi tiếp nhận sự việc được khiến người khác mệt mỏi. Tử vi tuổi Kỷ Hợi mệnh mộc, chưa xác định được thế mạnh của mình nên luôn theo sau người khác. Tử vi tuổi Tân Hợi mệnh kim, cần dừng bước và cân nhắc về định hướng tương lai của mình. Tử vi tuổi Quý Hợi mệnh thủy, được khiến nửa kia mệt mỏi vì tính cách nóng nảy của bạn. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường: đen, trắng, quý nhân phù trợ Dần, Mão, Mùi, con số may mắn 4952. Cảm ơn quý anh chị tuổi Hợi đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Hợi có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công. Quý anh chị và các bạn thân mến, trên đây là toàn bộ thông tin chi tiết về tử vi ngày 28 tháng 4 năm 2023 của 12 con giáp. Hy vọng rằng với những thông tin trên sẽ giúp quý anh chị và các bạn chủ động hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống của mình. Chúc quý anh chị và các bạn luôn hanh thông trong cuộc sống. Và để không bỏ lỡ những video mới nhất từ Tâm Linh 365, quý anh chị hãy hoan hỉ đăng ký kênh miễn phí
để ủng hộ cho ban biên tập chương trình. Hoặc quý anh chị cũng có thể truy cập vào đường link Facebook Tâm Linh 365 đã được có link ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.